Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi ăn buffet nha. Dạo này mình rất là ghiền ăn món Hàn luôn, nên mình đã chọn lẩu buffet tteokbokki của Bashipok. Vừa tới quầy live thôi là thấy món gà chiên mà mình yêu thích rồi nè. Còn có cả kimbap nữa. Ở đây mình thấy bốn loại nước sốt rất là đậm đà. Mình thích ăn cay nên mình chọn sốt cay nhiều, nên mình chỉ chọn nước tương và sốt cay nhất thôi. Còn đây là quầy buffet tteokbokki nè, thiên đường bánh gạo ở đây luôn á mọi người. Quầy rau nhúng lẩu cũng rất là tươi luôn. Mình rất là thích nấm, giá đỗ và bắp. Và đây là món mà lâu rồi mình mới được ăn lại nè. Chả cá Hàn Quốc đơn giản mà dính lắm nha. Phần nước sốt thì rất là thơm và nóng. Nhìn thôi là đã thấy thèm rồi á mọi người. Thêm một tí tiêu nữa rồi bưng ra bàn thôi. Và bây giờ mình sẽ đi lấy topping cho món lẩu. Mình đã bánh gạo lắm nên mình sẽ lấy nhiều để ăn cho đã nè. Nhìn bánh gạo đủ màu là mình đã thấy hấp dẫn rồi. Không quên mấy em chả cá này nữa nha. Phải nói là cái quầy rau ở đây rất là tươi luôn. Có cả thìa, cả thảo, cả tím, nấm đùi gà, nấm kim châm, có cả cà rốt và bắp Mỹ nữa. Đặc biệt là giá đỗ ở đây nha. Những loại rau này ăn lẩu là bá cháy luôn. Thêm một tí hành bo rô nữa. Ở đây mình thấy có nhiều loại mì Hàn để ăn lẩu lắm. Nhưng mình thích cái sợi hủ tiếu và cái sợi miếng Hàn ở đây. Không tin được đây là cái dĩa đồ chiên thứ hai của mình. Tầm này thì không giảm cân gì nữa rồi mọi người. Ăn chơi trước đã, giảm cân tính sau. Cuối cùng mình lấy thêm một ít salad ăn kèm với lại sốt mayonnaise. Trên bàn của mình thì được các bạn nhân viên set up sẵn hết rồi. Mình có order thêm một cái viên phô mai để ăn kèm. Nhìn ngon quá mọi người ơi. Bây giờ chỉ cần đợi lẩu xô nữa là ăn thôi. Đặc biệt ở đây khi mình bước vào, nhân viên rất là dễ thương và chu đáo luôn nha. Quay lại với cái nồi lẩu tteokbokki của mình, vị thì cay cay rất là đậm đà, bánh gạo thì rất là dẻo luôn nha. Hiện tại nó có chương trình đi 4 tặng 1 cho nhóm mặc đồng phục của trường. Thời gian từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2. Từ 10 giờ tới 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu nha mọi người. Quay lại với cái viên phô mai của mình, gà chiên là phải ăn chung với cái viên phô mai này nha. Mình đã lấy thêm xiên chả cá và nhúng vào lẩu như thế này luôn. Cuối cùng là ăn thêm một tô salad cho nó thanh đạm nè. Bye bye.